Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 197 của chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Chúng ta đang học một danh sách gồm có những động từ giao tiếp hay dùng nhất, liste des verbes de communication les plus fréquents. Và trong bài này chúng ta sẽ học động từ cuối cùng của danh sách này, đó là động từ rendre quelque chose à quelqu'un. Nhưng mà trước khi học động từ này, chúng ta ôn lại cấu trúc của những động từ chúng ta đã học trong các bài trước. Xin ai điều gì, hỏi ai điều gì. Demander quelque chose à quelqu'un, nói điều gì với ai. Dire quelque chose à quelqu'un, đưa một cái gì cho ai. Donner quelque chose à quelqu'un, viết một cái gì cho ai. Écrire quelque chose à quelqu'un, gửi một cái gì cho ai. Envoyer quelque chose à quelqu'un, mượn cái gì của ai. Emprunter quelque chose à quelqu'un. Và chúng ta học ngay động từ số 10, tức là nó đi cặp với nó, cho ai mượn. Emprunter là đi mượn, prêter là cho mượn. Prêter quelque chose à quelqu'un, giải thích điều gì cho ai. Expliquer quelque chose à quelqu'un, tặng ai một cái điều gì. Offrir quelque chose à quelqu'un, nói điều gì với ai. Gọi điện thoại cho ai, rồi trả lời ai. Thì nó có ba công thức giống nhau: parler à quelqu'un, répondre à quelqu'un và téléphoner à quelqu'un. Trong bài này chúng ta sẽ học động từ cuối, động từ số 11, rendre quelque chose à quelqu'un, trả một cái gì cho ai. Như vậy cái điều mà chúng ta mang trả, cái vật mà chúng ta mang trả cho người ta, nó là COD. Người nhận cái vật mà chúng ta đem trả là COI, rendre quelque chose à quelqu'un. Động từ rendre là một động từ nhóm 3, do đó chúng ta cũng cần thiết ôn lại cách chia của động từ rendre. Ở thì hiện tại, present de l'indicatif, je rends, tu rends, il rend, nous rendons, vous rendez, il rend. Ở thì quá khứ, passé composé của mode indicatif, j'ai rendu, tu as rendu, il a rendu, nous avons rendu, vous avez rendu, ils ont rendu. Ở thì tương lai, futur, tôi xin lỗi, không phải futur composé, futur simple, tôi xin lỗi, futur simple. Thì chúng ta chia như sau, chúng ta lấy động từ nguyên thể là rendre, chúng ta bỏ ký tự cuối là ơ đi, rồi chúng ta ghép với cái bộ đôi. Chúng ta lấy nguyên thể là rendre, chúng ta bỏ ký tự cuối là ơ đi, rồi chúng ta lấy cái căn R-E-N-D-E, R-E-N-D-E, chúng ta ghép với bộ đôi của tương lai, đó là A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z-O-N-T, je rentre, tu rentres, il rentre, nous rentrons, vous rentrez, il rentre. Và sau đây chúng ta làm một số câu ví dụ với cấu trúc là rendre quelque chose à quelqu'un. Bạn đi đâu vậy? Tôi đi trả cuốn sách này cho thư viện. Bạn đi đâu vậy? Où allez-vous? Où allez-vous? Và người kia trả lời là tôi đi trả cuốn sách này cho thư viện. Trả cuốn sách này là COD, cho thư viện là COI. Où allez-vous? Je vais rendre ce livre à la bibliothèque. Như vậy chúng ta thấy làm giống như công thức bên trên, phải không? Trả cái gì cho ai? Rendre quelque chose à quelqu'un, trả cuốn sách cho thư viện. Câu số 2, tôi đã trả cho Pierre 50 euro mà tôi đã mượn hôm qua. Tôi đã trả cho Pierre. Như vậy Pierre là objet indirect và trả là trả 50 euro. J'ai rendu à Pierre. Tôi đã trả cho Pierre, trả cái gì? Đây là COD này. 50 euro. Mà tôi đã mượn hôm qua. Động từ mượn là emprunter, là verb transitive direct. Như vậy chúng ta có COD. Que je lui est emprunté hier. Chúng ta thấy động từ emprunté là động từ nhóm 1, je lui est emprunté, và chúng ta thấy có một COD đi trước participe passé. COD là chữ cờ này, nó đứng trước participe passé là emprunté này, thì chúng ta có quy tắc là hai chữ này phù hợp với nhau về giống và số. Và chữ cờ này là thay cho danh từ đi trước là 50 euro, là danh từ số nhiều, nó phù hợp với giống và số. Rồi đó chỗ này chúng ta phải thêm S.
Yeah. Và chúng ta cũng để ý là có lui bởi vì động từ am frente là am frente ken ke so za ken ka. Nhưng mà chúng ta phải để cái số y vào. J'ai rendu à Pierre 50 euros que je lui ai emprunté hier. Câu số 3, người bán hàng trả tiền lẻ lại cho khách. Người bán hàng là le commerçant. Le commerçant a rendu la monnaie au client, cho người khách hàng hay cho bà khách hàng cũng được. Le commerçant là người thương gia đó, người buôn bán đó. Người thương gia buôn bán thì phải trả tiền lại cho khách, nếu mà cái tiền người ta đưa cho mình thì bị dư. Tiền dư đó là la monnaie, a rendu la monnaie au client. Tôi trả lại cho bạn 15.000 đồng. Khi chúng ta đi mua mua bán đó, và chúng ta đưa một cái món tiền nhiều hơn cái tiền mình mua thì người kia sẽ trả lại cho mình. Có những vùng miền thì gọi là thối lại. Tôi thối lại cho bạn 15.000, chẳng hạn mình mua hết 35.000, mình đưa một tờ giấy 50.000 thì đương nhiên người kia phải trả lại cho mình 15.000, và họ vừa đưa tiền họ vừa nói như thế này: Je vous rends 50.000 đồng. 50.000 đồng. Tức là bạn đưa một tờ giấy 50.000 mà cái giá trị cái món mua chỉ có 35.000, như vậy tôi phải trả lại cho bạn. Có một nơi thì gọi là tôi thối lại cho bạn 15.000 đồng. Je vous rends 50.000 đồng. Bạn đã trả cái thang cho ông hàng xóm chưa? Vous avez rendu cái thang. Vous avez rendu cái thang để mà trèo lên mái nhà, trèo lên cây đó. L'échelle au voisin. Trả cái gì cho ai? Est-ce que vous avez rendu l'échelle au voisin? Chúng ta mượn thì chúng ta phải trả. Đây là mượn của người hàng xóm một cái đồ vật thì chúng ta phải trả. Và sau đây chúng ta có một số cách nói đặc biệt. Rendre la liberté à quelqu'un, trả tự do lại cho ai. Rendre la vie à quelqu'un, ở đây chúng ta không dịch là trả sự sống lại cho ai, mà là làm cho ai lên tinh thần bớt đau khổ. Người đó bị một cái điều gì rất rất là cực khổ, rất là đau đớn. Bây giờ mình làm sao bằng lời nói, bằng một cái việc làm gì đó để cho người đó bớt đau khổ, lên tinh thần, thì người ta gọi là rendre la vie à quelqu'un. Hoặc là người ta nói là cela m'a rendu de force. Force là sức lực. Cái điều đó đã mang lại cho tôi sức lực, tức là trả lại cho tôi cái sức lực mà tôi mất. Ví dụ tôi làm một cái việc gì rất là mất sức, rất là mệt. Bây giờ tôi được nghỉ ngơi, hay tôi ăn, tôi uống một cái món gì đó. Và cái món ăn, cái món uống hoặc cái giờ nghỉ ngơi đó đã trả lại cho tôi sức lực, tức là đem lại sức lực cho tôi. Người ta còn có thể nói là ce médicament m'a rendu le sommeil. Bình thường thì tôi ngủ, nhưng mà một dạo gần đây tôi lại mất ngủ. Và uống cái thuốc này thì nó đã trả lại giấc ngủ cho tôi, tức là đem lại cho tôi giấc ngủ. Đây là một số cách nói tương đối. Chúng ta phải dịch là đem lại hoặc là làm cho, chúng ta không dịch là trả. Rendre la liberté à quelqu'un, rendre la vie à quelqu'un, cela m'a rendu des forces, hoặc là ce médicament m'a rendu le sommeil. Và tôi vừa mới trình bày bài cuối ở trong danh sách các động từ đi với giới từ à, và đây là những động từ giao tiếp hay dùng nhất, và chúng ta rất cần đọc đi đọc lại những cái động từ này để cho nó quen cái miệng đi, và cho quen cái trong cái tai của chúng ta nghe cái cấu trúc này rất là giống nhau. Và khi giống nhau như vậy thì khi chúng ta xây dựng câu thì chúng ta không bị lẫn lộn. Và đây là động từ cuối, rendre quelque chose à quelqu'un. Xin chào tất cả mọi người.